Đây là chiếc tablet đầu tiên của thương hiệu Nokia. Nó được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 10 2021. Đây là đánh dấu sự kiện là Nokia bắt đầu mở rộng cái dòng sản phẩm của mình từ điện thoại qua tới tablet. Nokia hiện nay là thương hiệu của công ty SMD Global, một công ty của Phần Lan sở hữu thương hiệu Nokia. Bất luận thế nào thì Nokia T20 này vẫn là một cái tablet hàng hiệu trong cho phân khúc thị trường tầm trung, có giá khoảng chừng 6 triệu đồng ở Việt Nam, và nó ra đời vào cái thời điểm mà người ta nhà nhà đang rất cần những thiết bị như thế này để cho con em mình học online hoặc là làm việc online, giải trí online trong thời kỳ bình thường mới, sau khi mà thời gian dài giãn cách vì đại dịch Covid-19. Nhiều nhà chuyên môn thì nhận định rằng đây là một chiếc tablet rất đáng mua, tại vì một là nó là cùng có thương hiệu châu Âu nổi tiếng, và đồng thời nữa là nó có thiết kế tốt nè, cấu hình thì ổn, rất ổn, đặc biệt cái màn hình của nó là tới độ phân giải tới 2K lại, và ngay cả phần mềm của nó là cũng rất tốt, tại vì phần mềm của nó là nó chạy hệ điều hành Android gốc, được bảo hành và được bảo đảm là sẽ được nâng cấp 2 năm, tức là hai hai phiên bản hệ điều hành, được bảo đảm từ ngay chính từ Google. Đây, nó được ghi trên ngay trên cái hộp của chiếc Nokia T20 nè. Android 11 này được bảo đảm là 2 năm nâng cấp Android, tức là hai phiên bản Android đó, và 3 năm cập nhật cấp patch bảo mật. Nào, bây giờ ta coi bên trong chiếc hộp của Nokia T20 này có cái gì đây. Đây, cái hộp ngay phía trên là chiếc tablet 10.4 inch, cho nên là nó cũng bự quá luôn đó. Đây, còn gì đây, còn gì đây? À, đây này, bảo hành, hướng dẫn cài đặt nhanh. Còn ở đây là cái hộp đựng, đó là cái hộp đựng cục sạc đây, cục sạc nhanh 15W. Cái cổng USB phía trên này rất tiện, nó không có vướng như so với lại các loại cục sạc mà có cái cổng USB bên hông. Ở đây là cái dây cáp, cáp một đầu là tai A và đầu là tai C. Bên đây là cái gì, không có gì hết, bên này cũng không có cái gì hết, bên đây chỉ có cái đồ lấy sim thôi. Nokia T20 này là thuộc loại phiên bản có hỗ trợ 4G, cho nên là nó có thêm cái khay để sim. Đây là khay để sim, sim và thẻ nhớ, nó hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên tới là 512 GB. T20 này có hai phiên bản, một là phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi, AC, và một phiên bản thì vừa hỗ trợ Wi-Fi vừa hỗ trợ LTE. Đây là chiếc tablet Nokia T20 đang khởi động. Nó ghi là hệ điều hành Android, đây là Android 11. Đó, bạn nghe cái tiếng nhạc hiệu quen thuộc của Nokia. Đây là chiếc tablet Nokia T20 sau khi đã khởi động xong. Đây là một trong những chiếc tablet thuộc loại mỏng và nhẹ. Chiếc tablet Nokia T20 này có màn hình siêu lớn, màn hình Incel IPS 10.4 inch. Độ phân giải của nó là độ phân giải 2K, là 1200 nhân cho 2000 pixel. Tuy nó không dùng cái kính cường lực để bảo vệ phía trước, nhưng mà nó lại đây là Nokia nói đây là loại kính rất là bền chắc, cứng cáp. Các viền ngoài, bốn viền rồi xung quanh của màn hình thì cũng tương đối là hẹp. Đây là mặt lưng của chiếc Nokia T20. Đây là phiên bản màu xanh, và mặt lưng thì được phun cát, nó mịn, không bám dấu vân tay. Đặc biệt là cái Nokia T20 này có một điểm cộng so với là các tablet trong phân khúc, đó là nó có cái vỏ lưng này, cái mặt lưng là bằng vỏ bằng nhôm thay vì vỏ bằng nhựa như là hầu hết các tablet ở trong phân khúc này. Các góc, các cạnh để được bo tròn.
cầm nắm cho nó dễ dàng. Ở đây là sau phía trên, góc phía trên bên trái của nó là cái camera. Ở đây chỉ có một camera thôi. Một camera này có độ phân giải là 8 megapixel, có đèn flash đây. Và cái camera này thì nó cũng autofocus. Ở phía trước thì có một camera, camera phía trước là 5 megapixel. Cái này trước thì độ cái focus nó lấy nét là nét cố định. Chiếc tablet Nokia T20 này được trang bị vi xử lý Unisoc T610, tiến trình là 12 nanomet, nó có CPU 8 nhân, có 2 nhân 1.8 GHz Cortex A75 và 6 nhân cũng 1.8 GHz Cortex A55. GPU của nó, xử lý đồ họa của nó là Mali G52. Phiên bản này là có bộ nhớ RAM 4GB và ROM 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ tới 512GB khay riêng. Nokia này chạy hệ điều hành Android 11. Nó kết nối không dây Wi-Fi 802.11 AC và Bluetooth 5.0. Tablet này được trang bị viên pin LiPo 8200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 15W. Nokia T20 là một trong những tablet mỏng và nhẹ. Nó có bề dày của nó chỉ có 7.8mm thôi và trọng lượng của nó là 465g, tương đương với lại chiếc iPad Gen 9 của Apple. Giá bán lẻ vào hạ tuần tháng 1 năm 2022 của chiếc Nokia T20 này là khoảng 6 triệu đồng. Chiếc tablet Nokia T20 này mà để giải trí thì rất là tốt đây, đặc biệt là trong phân khúc của nó. Nó có hai loa hai bên là hai loa stereo, cho nên âm thanh nổi sẽ chạy qua chạy lại nghe rất ấn tượng. Âm thanh rất là trong trẻo. Việc nghe nhạc ở trên chiếc tablet này kết hợp với cái màn hình độ phân giải tới 2K này thì coi như là thú vị lắm. Nên nhớ là giá của nó chỉ ở phân khúc 6 triệu đồng thôi. Nokia cũng có những phụ kiện cho chiếc tablet T20 của mình, chẳng hạn như là cái vỏ đây. Những cái phụ kiện này thì được bán riêng chứ không có kèm theo trong hộp của chiếc T20 đâu. Đây là chiếc Nokia T20 sau khi đã cho vào trong cái vỏ của nó đó. Cái vỏ rất đẹp, bền chắc nữa. Đây là vỏ chính hãng của Nokia. Vỏ này để bảo vệ cho chiếc tablet. Đây là các miếng lớp cao su đây. Từng viên cao su ở các cạnh của thiết bị.